tết phải lưng cho Nhi đi dậy. Thế nó về nhà ôm mấy ngày nay mà chưa tết được. Có khách là tay nữa. Đạt ơi, hello. Này ghé không thấy nhắm tư. Làm gì đây? Em ăn bộ chưa? Rồi, chờ đợi chị chút xíu nha. 5 phút. Đó bên luôn. Chánh đèn không? Được. Mình chơi đây chị chút nha. Qua giờ ghi sổ nè em. Sổ là em hả? Ừ. Không. Sao không ghi đi? Tại lâu nay không ghi á. Coi ghi đi chứ. Qua này kìa, ghi cái điểm quanh nó có ghi không? Nên là nó biết. Không có quanh thì tìm đó là trách nhiệm của thầy, thầy phải nhớ chứ. Tại mấy tháng nay không ghi á. Không nhớ. Giờ hỏi hôm qua làm gì cũng không nhớ thiệt hết chứ. Xin viết tôi thấy chân